Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đã trên tay và giới thiệu cho tất cả các bạn một chiếc máy đến từ thương hiệu Soli, đó là chiếc Soli A6007. Thì chiếc máy này mình cũng mua được một thời gian khá là dài rồi và hôm nay thì mình sẽ trên tay và giới thiệu cho mọi người một số những cái cảm nhận của mình sau khi mình dùng chiếc máy này cũng như một số những cái ưu nhược điểm của chiếc máy này nhé. Như mọi người cũng biết, trên thị trường này có rất nhiều hãng làm những chiếc máy ảnh quay chụp như này, đơn cử như là Canon, Fuji, Lumix, và dòng Soli này thì cũng không phải ngoại lệ. Thì trên tay mình đang là một chiếc Soli A6007. Đây là một chiếc máy crop cũng mới ra gần đây, trong đó thì trang bị rất nhiều những tính năng tiên tiến nhất đến thời điểm hiện tại. Thì lát nữa trong cái mục chia sẻ ưu điểm thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người sau. Thì trước khi vào chia sẻ cái cảm nhận của mình thì mình sẽ giới thiệu qua bên ngoài chiếc máy này cho mọi người cùng xem. Thì như mọi người nhìn thấy, chiếc máy này nó giống hệt với những chiếc A6000 trước kia. Tuy nhiên thì nó cũng có một số những cải tiến nhỏ nhỏ nhưng mà rất là đáng giá. Bên cạnh đó thì nó cũng lai tạo một số ít những cái tính năng của những chiếc máy full frame, cụ thể là chiếc A7C. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người về cái tổng quan bên ngoài của chiếc máy này. Như mọi người nhìn thấy thì đây có một cái nút menu. Cái nút menu này thì nó được thay đổi hoàn toàn so với A6000 trước kia và nó giống hệt với chiếc A7C, A7C2 mới ra gần đây. Trên đây thì có một số những cái phím gọi là tùy chỉnh khi quay và chụp đấy, thì trên đây có rất nhiều chế độ như là chế độ M chỉnh tay này, chế độ S, A, P. Đây là một số mode 1, 2, 3 thì mọi người có thể setup ở trong phần menu. Dưới này thì nó có một cái phím điều hướng bao gồm nút chụp hình, nút quay phim và ở đây thì có nút slow time lapse. Đây là một cái cải tiến rất là hữu ích đối với người dùng. Tại vì những cái máy trước kia thì không có những cái phím như này. Khi mà mọi người dùng những cái cần dùng những cái phím như này thì nó phải tùy chỉnh rất là nhiều ở trên những cái menu thì mới có được những chỗ như này. Nói chung là cũng khá rườm rà, nhưng mà hiện tại thì cái chiếc Sony A6007 này thì được cải tiến hiện ngay đây, rất là tiện. Mọi người có thể quay sang trái, quay sang phải để chuyển qua các chế độ rất là tiện. Bên cạnh đó thì nó có một cái gọi là bù sáng ở đây. Ở một số dòng trước thì đây nó có điền một số thông tin, ví dụ như là 1, 2, 3, 4 ở đây, nhưng mà ở đây thì nó là màu đen đồng tâm rất là đẹp. Bên cạnh đó thì đây cũng có một số những nút phím gắn tùy chỉnh như nút C2 này, và dưới đây thì cũng nút C3. Những cái nút này thì nó có tùy chỉnh, mọi người có thể gắn những phím chức năng. Đây là phím record thì mọi người nhìn thấy rồi. Đây là phím nguồn này. Đấy, về cơ bản nó như vậy thôi. Đây là cái hot shoe và đây là viewfinder. Có một cái cải tiến cũng khá là mới so với những cái dòng Sony A6000 trước kia, đó là chiếc máy Sony A6007 này thì đã trang bị một cái vòng xoay. Vòng xoay này thì mặc định nó sẽ là vòng xoay để chỉnh cái khẩu độ, nhưng mà mọi người có thể gắn được rất nhiều những cái phím tùy chỉnh ở đây. Và đây là một cái cải tiến rất là đáng tiền nhé. Rồi, về cơ bản thì nó chỉ có vậy thôi mọi người nhé. Dưới đây thì có một số những cái phím menu này, FN, AF on đấy. Đây là một cái bảng xoay để điều chỉnh tốc độ, ISO và một số thông tin khác. Và phía trước này là một cái màn hình xoay lật được đấy, mọi người có thể nhìn thấy này. Và nó rất đặc biệt, đó là chiếc máy này thì có màn hình cảm ứng full luôn. Thì lát nữa phần ưu điểm thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người sau. Bên cạnh đây nó gồm có một cái nút thẻ. Hiện tại thì mình đang lắp một chiếc thẻ của Soli. Cái thẻ này thì có dung lượng là 128GB tất M. Đấy, tốc độ của nó thì cũng không phải quá cao đâu. Đầu khi của nó tầm 277 và 150, nó là V60. Cái máy này thì nó cấu hình rất là khủng. Mọi người có thể lắp những cái chiếc thẻ V90 thì mới được hết cái công suất của nó. Còn lại 60 thì nó cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Bên hông này thì ngoài thẻ nhớ ra thì cũng có rất nhiều những cái nỗ để chúng ta có thể ghi âm, nghe lại, hoặc là cắm sạc pin, cóp dữ liệu. Và đây là cổng truyền tải dữ liệu khi mà live stream. Đấy, đây là cái bên hông của nó. Đấy, thì ngoài ra thì bên hông bên dưới này thì nó cũng có một cái nút pin nữa. Đây mọi người này. Đấy, thì cái pin này là pin S100. Nói chung là dung lượng rất là cao. Mọi người có thể quay cái này cũng khá là lâu. Trung bình nếu như mọi người mà quay thì nó rơi được đâu đó tầm khoảng 2-3 tiếng. Nhưng mọi người chỉ cần hai cái pin như thế thì sẽ chụp trong cả một buổi. Khá là ok, rất là thoải mái. Về cơ bản thì đây là một chiếc máy khá là đẹp và rất là nhỏ nhắn, mọi người có thể mang đi mang lại rất là tuyệt vời. Rồi thì đấy là một số những cái tổng quan bên ngoài của chiếc máy này. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái ưu cũng như nhược điểm của chiếc máy nhé. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái ưu điểm trước. Thì cái ưu điểm đầu tiên mà mọi người dễ nhận biết nhất đó là cái cảm giác cầm nắm chiếc máy này khá là thoải mái và dễ chịu. Như mọi người nhìn thấy thì nó rất là chắc chắn. Cái băng cầm của nó là rất là to, mọi người cầm vào thì rất là dễ. Cái băng cầm này thì nó cũng rất giống những cái dòng full frame, nó rất là to. Có thể là do cái cục pin nó to nên là cái băng cầm này nó to hơn rất là nhiều so với những cái dòng A6000 trước kia. Cái chiếc máy A6006 ấy thì cái băng cầm cũng như này. Cái đến cái dòng A6007 này thì nó to hơn một chút. Nói chung là cũng xem nhau. Thì đấy là cái ưu điểm đầu tiên.
Tiếp theo đến là cái ưu điểm thứ hai, tất cả những cái phím bấm này thì đã được tùy chỉnh lại, nó rất là dễ sử dụng và rất là trực quan. Như mọi người nhìn thấy thì đây là cái nút nguồn này, đây là nút record và đây là cái nút gắn chức năng. Trên đây thì nút EV và đây thì có những cái mode tùy chỉnh, ví dụ như quay chụp vào đây, rất là tiện. Đó, trên đây thì cũng có một số những cái tùy chỉnh nữa, đây, mọi người có thể tùy chỉnh một số chế độ quay chụp vào đây, rất là tiện. Đó, đây, đấy là cái ưu điểm thứ hai của chiếc máy này. Tiếp đến một cái ưu điểm nữa của chiếc máy này, đó là cái màn hình của nó thì hoàn toàn là màn hình cảm ứng và nó có thể xoay đặt được. Đây, như mọi người nhìn thấy này, đó, mọi người có thể lên đặt xuống rất là tiện và cái bàn nề này thì khá chắc chắn nhé. Đây, mình sẽ vào cái menu cho mọi người xem. Thì cái màn hình của nó là màn hình full cảm ứng luôn. Trước kia thì chỉ có những chiếc Sony full frame cao cấp thì Sony mới trang bị cho những chiếc màn hình cảm ứng như này. Nhưng bây giờ thì những cái máy gần đây, kể cả là máy crop hoặc là những chiếc máy compact, Sony đã trang bị cho nó những cái màn hình rất là đẹp và nó hầu như là cảm ứng được luôn. Cái này thì nó cũng hơi bất công đối với một số anh em đang dùng những chiếc máy đời cũ như là A6300 hoặc 6400. Thì những chiếc máy đó thì chỉ cảm ứng được một phần thôi. Ngay cả đến dòng A7C thì cũng chỉ cảm ứng một phần thôi. Cũng kể đến cái ưu điểm của nó thì cái menu này thì cũng được thiết kế lại nhé. Như mọi người nhìn thấy này, cái menu của nó thì rất là đẹp. Màn hình cũng đẹp và cái menu thì rất là gọn gàng, cũng rất là đẹp nhé. Nó không bị rối như là cái thời gian trước kia mình dùng những cái chiếc máy đời cũ. Đó. Đây, nó trong đây thì nó chia ra rất là nhiều mục, rất là trực quan và dễ sử dụng. Khi mà mọi người mà quay chụp ấy thì không nhất thiết là phải dùng những cái nút tùy chỉnh ở bên đây, mọi người có thể cảm ứng luôn, rất là tiện. Rồi thì đấy là cái ưu điểm thứ ba của chiếc máy này. Tiếp đến là cái ưu điểm thứ tư, đó là cái cấu hình của chiếc máy này rất là khủng. Chiếc máy này thì có thể quay được RODA lên đến 4K 120 frame, một con quái vật trong dòng Sony Crop. Đây, như mọi người nhìn thấy này, thì nó quay được 4K 30, 60 và 120. Thì có một cái ưu điểm của chiếc máy này, đó là ngoài quay 4K 120 frame ra thì quay 4K 60 frame thì không crop. Để mà chọn được một chiếc máy trong phân khúc giá tầm dưới 50 triệu thì có rất ít những chiếc máy có thể quay được 4K 120 frame và 4K 60 frame không crop, ngoại trừ có dòng FX30. Nhưng mà chiếc máy đấy thì cái giá của nó thì rất là cao, đâu đó là cao hơn con này đâu đó tầm khoảng 5-10 triệu cơ đấy. Nên là khi mọi người mà đang ý định mua cái máy này thì mình nghĩ là khá là ok. Về cấu hình của nó thì không phải bàn cãi nữa, nó là một chiếc máy như Sony có giới thiệu, đó là king của crop. Nó chính là cái phiên bản đời 2 nâng cấp của chiếc A6600 trước kia, nhưng mà nó lại thừa hưởng rất nhiều những cái đặc tính của những chiếc máy cao cấp chiếc full frame. Rồi tiếp đến một cái ưu điểm nữa, đó là cái cảm biến trên chiếc máy này, cái độ phân giải của nó thì nó được tăng lên là 26 megapixel. Thì đây là một cái cải tiến mình thấy nó cũng khá là ổn so với những cảm biến trước kia thì nó chỉ có 24 megapixel thôi, nhưng mà trên cái con này lưng lên một chút cảm biến, đó là 26 megapixel. Cái việc lưng lên cảm biến 26 megapixel ấy thì nó sẽ giúp cho hình ảnh có nhiều chi tiết hơn, quay phim chất lượng tốt hơn. Rồi thì đấy là một số những cái ưu điểm của chiếc máy này. Thì ngoài ra cũng còn một số những cái ưu điểm nữa, ví dụ như là cái màn hình này thì nó đẹp hơn này, cái viewfinder này thì nó cũng tốt hơn này. Và về cơ bản thì nó cũng không phải xịn hơn hẳn, nhưng mà nó cũng nâng cấp lên một số những cái tính năng xịn sò hơn. Khi mọi người nhìn vào cái viewfinder này thì nó sẽ sáng hơn so với đời cũ. Còn về chất lượng thì nó cũng nói chung là nó, theo cảm nhận của mình thì nó cũng như cái cũ thôi. Ngoài ra thì nó còn có cái file quay 10 bit, cái chất lượng file quay của nó rất là đẹp. Trên chiếc máy này cũng trang bị chống rung cho thân máy, thì nó có hai chế độ, một chế độ standard và thứ hai là chế độ edit. Thì cái chế độ edit này thì nó sẽ giúp cho khung hình được ổn định hình ảnh hơn, nhưng mà bù lại thì cái khung hình crop rất là nhiều. Còn cái chế độ standard này thì nó chống rung ở mức độ vừa phải thôi, chống rung không ngon lắm. Thì đấy là một số những cái ưu điểm của nó. Thì ngoài ra còn cũng còn rất nhiều những cái ưu điểm nhỏ nữa nhưng mình không được kể hết được. Nói chung là có rất nhiều cải tiến rất đáng tiền trên chiếc máy này. Thì ngoài ưu điểm thì cũng có một số những điểm, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem là mọi người có nên bỏ tiền ra mua con máy này hay không. Cái nhược điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, đó là cái chế độ quay 120 frame của chiếc máy này. Mặc dù cái mắc công suất quay của chiếc máy này đó là 4K 120 frame, nhưng mà 4K 120 frame thì nó lại bị crop đâu đó 1.2 hay 1.5 gì đó. Và cái file quay buổi tối ấy, thì nó cũng khá là tệ, nó không được tốt như là những cái chiếc máy full frame. Nếu như mọi người mà quay 4K 120 frame thì nên chuẩn bị một cái đèn, là quay ngoài trời khi mà có đủ ánh sáng thì nó sẽ file khá là ok. Còn lại thì quay 4K 30 và 60 thì khá là tốt, 4K 60 thì không bị crop. Thì đó là cái nhược điểm đầu tiên trên máy này. Cái nhược điểm thứ hai, đó là cái máy này thì chỉ trang bị một khe thẻ nhớ thôi.
một thẻ nhớ thôi. Hiện tại thì mình đang gắn vào đây một chiếc thẻ cũng đến từ Sony luôn, và cái thẻ nhớ này thì nó là V60. Nếu như mọi người muốn quay 120 frame, mọi người phải mua cái thẻ từ V90 trở lên. Mình đã mua cái thẻ V60 nhưng mà thực tế thì mình đã không quay được 120 frame. Khi mà quay thì nó vẫn báo là cần nâng cấp lên cái thẻ V90. Thì đấy là cái nhược điểm thứ hai của chiếc máy này. Cái nhược điểm thứ ba, chiếc máy này quay khá là nóng. Nếu như mọi người mà quay 4K30 và 4K60 thì ok, nhưng mà nếu như mọi người quay 4K120 frame thì nó rất là nóng. Mình chưa gặp cái tình trạng bị overheat trên máy này, tại vì thực ra mình quay những cái suộc ngắn thôi, đâu đó trung bình tầm khoảng 10-15 phút, và cái suộc cao nhất của mình quay thì nó tầm khoảng 35 phút, nhưng mà mình không gặp hiện tượng overheat. Có thể năng là khi mà mình quay thì mình bật cái chế độ ở cái mức cao nhất nên là nó không bị overheat. Rồi còn một nhiều điểm nữa mà mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, đó là cái menu này. Cái menu này thì khá là khó bấm, tại vì là cái menu này nó được thiết kế lại, nó đặt ở phía giữa này. Đối với một số những cái dòng Sony A6000 về trước thì nó đặt ở góc này này, thì nó sẽ rất dễ thao tác bằng một tay. Nhưng mà khi mà mọi người dùng cái máy này ấy, thì bắt buộc phải dùng hai tay, tại vì là đối với những ai mà tay to ấy, thì không nói, nhưng mà đối với ai tay nhỏ thì rất là khó chịu nhá. Đây, là như mình thì cũng không phải là cũng tay trung bình, nhưng mà khi mà cầm vào thì vẫn phải bấm ở đây rất là khó chịu. Cái mà Sony thiết kế nó gần gần đây thì nó tiện hơn. Tiếp theo một cái nhược điểm nữa đó là cái màn hình cảm ứng trên chiếc máy này thì nó rất là bé. Đối với những ai tay nhỏ thì rất là dễ, nhưng mà đối với người tay to ấy, rất dễ bị nhầm vào những cái chỗ khác. Nó rất là nhạy, nhưng mà đôi khi thì nhạy quá và mọi người chạm vào thì nó lại nhảy sang cái khác, cũng không phải là một cái điều hay cho lắm. Rồi còn một cái nhược điểm nữa mà mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, đó là hai cái gắn dây ấy. Khi mà mọi người quay thì hết sức lưu ý nhé, tại vì cái này này nó rất là kêu là chuyển sạch ấy, rất là khó chịu. Rồi vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho mọi người một số những cái ưu nhược điểm cũng như là tổng quan bên ngoài của chiếc máy Sony A6000 này. Thì mình hy vọng rằng với những thông tin chúng mình chia sẻ thì sẽ giúp ích được cho mọi người trong cái việc chọn mua những thiết bị máy chụp hình, máy quay cho mình nhé. Từ đây thì mình cũng chia sẻ cho mọi người về cái chiếc lens 1655 này. Thì cái chiếc lens 1655 này mình mua mới, cũng là hàng chính hãng của Sony luôn. Thì mình đặt đâu đó tầm khoảng 1 tuần mới có, và giá của nó thì cũng khá là chát, đâu đó gần 30 triệu. Cái lens này ưu điểm là bắt led rất là nhanh, chất lượng file quay của nó ra thì rất là đẹp. Cái này nó có cái tiêu cự là 2.8 tần dài, đấy, từ 16 cho đến 5 năm. Đây là một chiếc lens zoom đa dụng dòng G. Cái chất lượng của nó thì gần như là dòng GM ở trên full frame luôn, khá là tốt. Duy chỉ có nhược điểm đó là không chống rung, nên đôi khi mọi người mua chiếc lens này thì nên kết hợp với những body có chống rung thì tốt hơn. Mình sẽ có một cái video chia sẻ cụ thể về chiếc lens này trong thời gian tới. Mình hy vọng rằng anh em sẽ ủng hộ mình nhé. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho mọi người về tổng quan bên ngoài của chiếc Sony A6000 này, cũng như là những cái ưu và nhược điểm của nó. Thì mọi người có nên mua nó hay không? Thì theo quan điểm của mình thì nếu như mọi người đang dùng những chiếc Sony A6000 trở về trước và muốn trải nghiệm những công nghệ mới ở thời điểm tại, thì mình nghĩ bỏ tiền ra mua chiếc máy này khá là hợp lý. Tại vì sao? Tại vì chiếc máy này nó trang bị được rất nhiều những cái công nghệ tiên tiến như là tracking khuôn mặt này, rồi thì AI này, và rất là nhiều. Ngoài ra thì có rất nhiều những cải tiến như menu và một số những cái nút điều chỉnh ở đây, thì nó rất là tiện dụng cho người dùng khi mà quay chụp. Rồi đến cái đối tượng thứ hai thì ai sẽ là người mua nó? Đó là những anh em mà đang dùng những chiếc máy full frame đời cũ, ví dụ như là A72 đấy, thì có thể là lên con này cũng được. Tại vì là những chiếc máy full frame đó thì nó mang trong mình những cái công nghệ rất là cũ, đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là nó không phù hợp nữa. Tiếp theo nữa là những chiếc máy đấy thì trang bị những cục pin cái dung lượng ấy rất là thấp, thì khi mà mọi người quay thì dùng rất là nhiều pin, nhưng mà trên chiếc máy thì nó trang bị pin NFC 100, nó sẽ cho thời gian trải nghiệm quay chụp dài hơn. Tiếp theo đến là cái đối tượng thứ ba, đó là anh em nhiều tiền thì có thể mua và trải nghiệm. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của mình về chiếc máy này. Thực ra thì để mà phân tích sâu chiếc máy này ấy, mình nghĩ là với cái mức giá tiền khoảng 35 triệu cho một chiếc máy chính hãng, 32 triệu cho một chiếc máy xách tay, thì mình nghĩ là cũng không quá đắt. Tại vì sao? Tại vì trên chiếc máy này thì trang bị rất nhiều những cái công nghệ tiên tiến mà ngay cả một số những cái dòng full frame đời trước cũng không có. Ví dụ như con A74 thì chỉ quay được 4K30, 4K60 thì bị crop. Nhưng mà trên chiếc máy này thì nó quay được 4K30, 4K60, 4K60 không crop và nó quay được cả 4K120 frame. Đó, thì đấy là một cái điều mà mình nghĩ là khá là ok. Mọi người nên cân nhắc khi mua chiếc máy này. Rồi, video chắc là đến đây cũng dài rồi. Thì cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.